Mời quý vị theo dõi bản tin cuối ngày của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Từ 18 giờ ngày 24 tháng 9 đến 18 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 4 ca mắc Covid-19 mới, giảm 4 ca so với ngày 24 tháng 9 năm 2021. Trong đó có 2 ca trong khu cách ly tập trung, 1 ca trong khu vực phong tỏa, 1 ca trong cộng đồng. Cụ thể, thành phố Vũng Tàu ghi nhận 2 ca trong khu cách ly tập trung, trong đó 1 ca tại khu cách ly trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, một ca tại khu cách ly của Bệnh viện Vũng Tàu. Huyện Long Điền ghi nhận một ca trong khu vực phong tỏa thị trấn Long Hải. Huyện Đất Đỏ ghi nhận một ca trong cộng đồng được phát hiện tại Bệnh viện Bà Rịa, có địa chỉ thường trú tại xã Lộc An, Đất Đỏ. Như vậy, số ca F0 ghi nhận trên địa bàn tỉnh từ ngày 28 tháng 6 đến nay là 3.963 ca, trong đó huyện Long Điền 1.477 ca, thành phố Vũng Tàu 1.346 ca, huyện Xuyên Mộc 613 ca, thị xã Phú Mỹ 302 ca thành phố Bà Rịa 125 ca, huyện Đất Đỏ 74 ca, huyện Châu Đức 26 ca. Mặc dù tình hình dịch bệnh đã có chuyển biến tích cực, số ca nhiễm giảm sâu, cuộc sống đang trở lại bình thường mới, nhưng các ca F0 trong cộng đồng vẫn còn. Điều này có nghĩa là dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn và còn có nguy cơ bùng phát trở lại. Chỉ cần chúng ta nên là thiếu cảnh giác ở bất kỳ lĩnh vực nào, địa phương nào thì rất có thể sẽ dẫn đến những hệ quả nặng nề. Vì vậy, chúng ta cần tiếp tục coi phòng chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Phục hồi phát triển kinh tế phải theo lộ trình phù hợp với tất cả các lĩnh vực kinh tế, phù hợp với điều kiện thực tế và diễn biến dịch bệnh của từng địa phương. Do vậy, các cấp các ngành cần tiếp tục bám sát cơ sở khu dân cư, kiểm soát chặt chẽ địa bàn. Với tinh thần ưu tiên phòng chống dịch, từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội theo phương châm an toàn đến đâu mở cửa đến đó, doanh nghiệp an toàn mới hoạt động, hoạt động sản xuất kinh doanh phải an toàn. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị tất cả các cấp, các ngành, mọi người dân và cộng đồng doanh nghiệp không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch, quyết tâm giữ vững những thành quả trong công tác phòng chống dịch của tỉnh trong thời gian qua. Quán triệt tuân thủ theo 6 nguyên tắc mà Thủ tướng đã chỉ đạo. 1. Y tế là trụ cột là trung tâm. 2. Kinh tế là cơ sở là nền tảng. 3. Dữ liệu khoa học công nghệ là then chốt. 4. Ổn định chính trị xã hội là trọng yếu và thường xuyên. 5 xin thuốc chữa bệnh và ý thức người dân là điều kiện tiên quyết và 6 an toàn để sản xuất sản xuất phải an toàn đặc biệt ở các lĩnh vực sản xuất kinh doanh phải hết sức thận trọng mỗi cơ sở mỗi địa bàn phải xây dựng cho được phương án hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân an toàn phù hợp với tình hình thực tế đồng thời có giải pháp tuyên truyền vận động kiểm tra giám sát quản lý việc đi lại ăn ở sinh hoạt của người lao động để người lao động và người dân trên địa bàn tự giác chấp hành nghiêm những quy định về phòng chống dịch người đứng đầu cơ sở doanh nghiệp địa phương phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với sự an nguy của địa phương của doanh nghiệp mình quản lý